Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, Phật sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, có thể nói rằng khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Cho nên họ là người có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về vận trình của tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Vậy trong tháng này, gia chủ tuổi Thân có thể gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt hay đen đủi, xui xẻo, đổ đường. Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh. Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Thân trong tháng, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục. Xung hợi Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân, Tuyệt Tý. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Thân. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Thân sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 4, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Bính Dần. Đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980, Nhâm Thân sinh năm 1992. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 4, tức ngày 30 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 và Giáp Thân sinh năm 2004. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 4, tức ngày 21 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 4, tức ngày mùng 2 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ.
Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Thân cho thấy rằng đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông. Bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp những người tuổi Thân xác định được mục tiêu rõ ràng trong công việc của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Hơn nữa, trong thời điểm này, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân và nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Tháng 4 được dự báo là quãng thời gian thuận lợi nhất trong năm trên mọi phương diện với những người thuộc con giáp tuổi Thân. Với những người tuổi Thân trẻ tuổi, nhiều tham vọng thì tháng 4 này không phải là tháng quá may mắn. Bản mệnh cần bình tâm trở lại và nên đặt sự ổn định lên đầu. Đặc biệt, bản mệnh không nên đầu tư vào các dự án mới trong thời gian này. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn thì các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của những người tuổi Thân trong tháng này khá ổn định, việc làm ăn, hợp tác rất tốt. Bản mệnh nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình. Những người làm kinh doanh nhìn chung công việc cũng ổn định, thu về nhiều tiền mà có thể dùng vốn đầu tư thêm nữa. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bản mệnh sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là bản mệnh đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn và phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình là như thế nào để phòng bị lừa gạt. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Thân là người nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xui hỏng, bỏng không. Làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều tiền bạc trong tháng 4 âm lịch. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 4 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng 4 sẽ có nhiều mối nhân duyên cho các gia chủ tuổi Thân còn đang độc thân. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì sẽ xe duyên với người hàng thương nhớ. Ngoài ra, tháng này cũng là tháng bình lặng đối với những gia chủ tuổi Thân đã có gia đình. Mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm của bản mệnh. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bản mệnh. Điều này sẽ dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Những người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu làm mai, người đã có người yêu lại sẽ bị hiểu nhầm vì những quan hệ khác phái, có nguy cơ làm rạn nứt mối quan hệ đã có. Cho nên bản mệnh cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Để chuyện tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc, may mắn, thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Đây là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, khăng tình cảm khăng khít. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi Thân khá ổn định trong tháng này. Bản mệnh không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Hiển nhiên là khó tránh được bệnh vặt, tuy nhiên với tinh thần tích cực và lạc quan thì mọi việc sẽ ổn.
Tuy nhiên, những người trẻ nên kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi trung niên nên hạn chế thức khuya, tập luyện hợp lý. Ngoài ra, áp lực từ công việc là không tránh khỏi với các gia chủ tuổi Thân trong dịp đầu năm như thế này. Bản mệnh cần sắp xếp, bố trí thời gian biểu hợp lý để vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Để giúp các gia chủ an tâm, khỏe mạnh hơn các gia chủ tuổi Thân, hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đấng tài lộc. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch. Để có cái nhìn rõ và chi tiết, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là Mậu Thân, sinh năm 1968. Vận trình của người tuổi Mậu Thân trong tháng 4 âm lịch khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Bản mệnh cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Thân cũng nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế để mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và bảo vệ bản thân. Thứ hai, Canh Thân, sinh năm 1960. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Canh Thân. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt sẽ có được tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngoài ra, bản mệnh cần phải nghiêm túc hơn trong mối quan hệ của bản thân. Đừng đứng núi này trông núi nọ, chán những người bên cạnh làm hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống không được như ý, tình cảm sức khỏe, chính bạn phải chủ động. Đặc biệt trong thời gian này, tiền bạc không được nhiều, nên bản mệnh cần phải hết sức hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Cứ tiếp tục, thích gì mua nấy, sắm sửa vô tội vạ thì đừng hỏi tại sao tiền mãi không còn ở trong túi. Người tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Nhâm Thân, sinh năm 1992. Với các gia chủ tuổi Nhâm Thân trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột gây ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi. Vậy đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của bạn. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Thân. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc giúp anh chị thực hiện trong tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.